ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2014 với chủ đề An toàn cho trẻ, do Sở Y tế Thành đoàn và Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, thu hút gần 10.000 trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và cấp 1 tham dự. Đến tham dự ngày hội, phụ huynh và các cháu thiếu nhi sẽ được tiếp cận với các kiến thức thiết thực nhất để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, các em học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, trẻ em là tương lai của đất nước, nên chăm sóc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, trong đó có chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của toàn xã hội. Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn các doanh nghiệp dược phẩm, thực phẩm, truyền thông đã tài trợ cho việc tổ chức ngày hội và đưa đến ngày hội những thông tin, kiến thức, những sản phẩm chính thức chăm sóc cho các cháu. Trong hai ngày 31 tháng 5 và sáng ngày 1 tháng 6 năm 2014, tại công viên 23 tháng 9, Sở Y tế, Thành đoàn và Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2014 với chủ đề An toàn cho trẻ. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và góp phần nâng cao kiến thức, thực hành chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em. Mặc dù thời tiết rất oi bức, nhưng ngày hội đã thu hút gần 10.000 trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, cấp 1 tham gia. Đây là lần thứ 2 Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với thành phố để tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. So với năm trước thì năm nay có nhiều cái điểm khác. Cái điểm khác thứ nhất là quy mô lớn hơn, với sự tham gia của nhiều cái tổ chức hơn, kể cả trong đó có những cái tổ chức của quốc tế, ví dụ như Quỹ Cô Nhi Thế Giới. Ngoài cái quy mô lớn thì năm nay ngày hội còn hết sức quan tâm tới việc chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trẻ em đến từ những cái trung tâm mà nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV/AIDS.